Đây là cái hướng đi lên cầu Long Biên từ phía Yên Phụ đi xuống nha mọi người nhé. Đây phía bên này là bắt đầu kết nối với Bốt Hàng Đậu với cả Trần Nhật Duật. Thì khi đi xuôi đường từ trên Yên Phụ đi xuống thì chúng ta sẽ rẽ trái để đi lên cầu Long Biên. Có biển cấm người đi bộ và ô tô nha các bạn nhé. Cầu thì hiện tại là đang được cảnh báo là xung yếu cho nên là hạn chế các phương tiện qua lại, không khuyến khích. Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay mình cũng đi lang thang ở phố thì cũng chia sẻ một vài cái đoạn video đến mọi người. Hôm nay sẽ chia sẻ với mọi người là cây cầu Long Biên nhé, cầu Long Biên Huyền Thoại. Đấy. Hiện tại là mình đang đứng ở đường dẫn lên cầu Long Biên đây. Bạn thấy đây, lượng phương tiện họ được đi lên cầu đang rất là nhiều. Vì có vừa qua một nhịp đèn đỏ thì họ đi lên hết rồi mọi người ạ. Bây giờ thì đường này thoáng. Đó thì đây phía bên phải mình đây là cái cầu Long Biên. Cái đoạn mà vượt qua cầu, qua đường Trần Nhật Duật đấy các bạn ạ. Vượt qua đầu đường Trần Nhật Duật. Cái đoạn phía bên tay phải mình đang chỉ đây. Còn phía bên này thì bắt đầu là đường dẫn lên cầu nhé các bạn nhé. Cầu Long Biên thì sẽ đi theo hướng ngược đường. Thì chúng ta đi từ bên Hà Nội sang thì Long Biên thì sẽ đi theo hướng bên tay trái của cầu. Còn tàu hỏa đi ở giữa và đi chiều Long Biên quay lại thì chúng ta sẽ đi theo chiều từ bên trái của cầu cái hướng về đằng Trần Nhật Duật mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cầu Long Biên có gì hay ho nhé. Đây ở ngay đầu cầu cái hướng từ cầu Long Biên đi sang thì nó sẽ có cái biển rất là cổ này. Là an toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà. Ở đây thì có một cái logo của cầu ở đây. Rất là nhiều các nhiếp ảnh gia lên đây chụp ảnh. Đây, cầu được khởi công năm 1899 và hình thành năm 1902. Chữ này chữ Pháp thì mình đọc không hiểu lắm, còn ai hiểu thì đọc cho hộ mình nhé. Thì ở đây thì họ cũng đang ngăn cái đường ra để thi công sửa chữa đây này. Đấy. Cái đinh tán này rất là to các bạn ạ, ngón tay mình bé tí thôi, to cực kỳ. Trên này đừng có những nhiều người, người ta lên đây người ta cứ vẽ tung tung lên trên cầu rồi các bạn ạ. Họa sĩ các kiểu, họa sĩ bất đắc dĩ. Đấy, các bạn thấy ở trên này thì nhìn sang bên kia có một cái bốt ở cái đầu cầu ấy, thì họ làm quán cà phê rất là đẹp luôn. Đấy, mình zoom lên cho các bạn cùng nhìn view ở đây thì cực đẹp. Bên dưới này này là đường Yên Phụ lối với Trần Nhật Duật này. Trên này rất nhiều những người lên đây chụp ảnh quay phim, chụp ảnh cưới. Và bây giờ mình sẽ đi tiếp nha các bạn nhé. Bên kia đang có mấy bác Tây đang chụp ảnh kìa, check in. Đây là những cái thanh đường dây tàu hỏa này rất là to. Đây thì mình thấy là có hai loại đường dây mọi người, một loại đường to và một loại đường bé. Thì chắc là dành cho hai loại tàu hay như thế nào đấy thì mình cũng không am hiểu chuyên môn về cái đường dây này, thì ai biết thì bình luận ở video nhé. Trên này thì còn rất nhiều các dây điện, các khoang, dây mạng, dây các loại dây đi cả mớ. Đây là cái hiện trạng mặt cầu nha mọi người nhé. Thì cầu bây giờ rất là xung yếu rồi. Cái mặt này mình nghĩ là có thể là thay tấm bê tông được, nhưng mà do là chắc là cũng để chưa có lịch trình để sửa chữa hay như nào đấy. Đây này cũng nhiều đoạn cũng rất là nguy hiểm nha mọi người này. Đấy, nó cũng đã bong hết lên như này, bạn thấy không, nó bong hết ra khỏi cái ốp này, mọt dỉ. Nói chung là cầu thì bây giờ thì cũng yếu rồi, chắc chỉ dành cho mỗi tàu hỏa chạy qua thôi. Chúng ta cũng đặt cái biển hạn chế đi vận tải nặng qua đây rồi. Hy vọng là cái cây cầu này nó sẽ trường tồn được lâu. Vì cái nước nó dỉ sắt ở đây. Tiếp tục đi chia sẻ với mọi người thì ở đây là đang có cái đội công nhân đang đi sửa chữa. Đi tu cầu hay là đường sắt rồi. Họ đang đi đo khảo sát.
cầu thì bây giờ thì nó cũng hoen dỉ hết rồi mọi người nhé. Hoen dỉ theo mốc thời gian, theo năm tháng. Hy vọng là cái cầu này thay vì là cứ giữ cái vẻ cổ kính này thì chúng ta có thể là đánh dỉ đi và sơn lại thì có khả năng là cái độ bền của nó sẽ rất là lâu. Đấy. Nếu mà không sơn dỉ lại thì có lịch sử đi chăng nữa thì cũng chỉ 1 đến 20 năm, 30 năm nữa lâu dần thì nó cũng lại sẽ mục mọt và nó sẽ dẫn đến hỏng các bạn. Cho nên là cũng theo mình, cá nhân quan điểm của mình thì là nên đánh hết cái gì xét đấy đi để sơn lại một lớp sơn mới lên thì đảm bảo là nó sẽ vẫn giữ được cái lịch sử mà nó lại có một cái sự bền bỉ. Đây hiện tại đang đứng ở cái đoạn hành lang của cầu, đoạn rộng rộng rồi mọi người này. Đấy, thì có biển cấm cảnh báo khu vực nguy hiểm, cấm tụ tập, tựa leo trèo đu bám lan can chụp ảnh. Đấy, có nghĩa là không được trèo lên lan can chụp ảnh nha mọi người nhé. Còn đỗ lại thì được, không được leo trèo lên để chụp ảnh check in thôi. Phía xa xa bên dưới bãi sông Hồng thì đang có rất nhiều và rất nhiều những đôi bạn trẻ và những người kể cả lớn tuổi luôn đi ra chụp ảnh bãi sông Hồng trên cái vườn hoa cúc kìa. Cần gì phải đi Hà Giang hay đi Tây Bắc đâu, ở đây có những vườn hoa cúc để check in rất là đẹp luôn. Cả cô dâu chú rể rồi cả những cái bạn trẻ. Và bên này thì là một cái làng, ngôi làng gọi là khu nhà ở chợ hay gọi là khu nhà ổ chuột cũng được. Đấy, bởi vì nó không hẳn là nhà, nó chỉ là những cái lều được che chắn bằng tôn, quây bạt, quây tôn rồi quây những cái dụng cụ cũ ấy các bạn. Đấy thì nó cũng lụp sụp, nói chung là dành cho những cái người họ đi lao động, họ ở tạm bợ thôi. Đấy chứ không phải là ở chính thức nhé. Mà cũng có khả năng nhiều nhà người ta cũng ở chính thức nhưng mà đa số mình nghĩ là họ ở tạm bợ thôi, ở ban ngày thôi, ban đêm thì có thể người ta lại về nhà của họ. Đấy thì cái lều, những cái nhà ổ chuột như này. Đây là một góc của chợ Long Biên. Đó. Thì mình đứng ở đây mình chia sẻ với mọi người một chút về cái cảnh quan xung quanh thì tí nữa mình sẽ thử xem mình có đi được xuống bên dưới cái đường dẫn xuống dưới dòng sông các bạn nhé. Thì lượng xe máy qua đây khá là đông. Cầu rung đùng đùng luôn các bạn ạ. Thực sự là bây giờ nó cũng yếu rồi. Đây này các bạn nhìn này, nó cũng dỉ mọt hết rồi này. Thực sự là đi trên cây cầu này chúng ta cũng cần phải cẩn trọng một chút, nó dỉ đứt hết chân rồi. Đây. Không có sự liên kết vào nhau với cả cái trên cái dưới đâu. Đây. Trên này thì nó cũng dỉ theo năm tháng này, mấy chục năm rồi mọi người. Mấy chục năm rồi như này thì nó cũng là quá bền rồi. Nhưng mà nếu được trùng tu bảo dưỡng và kết cấu lại những cái này thì cây cầu này sẽ vẫn là rất là bền nhé. Hiện tại với cái thông số và chiều dài của cây cầu này thì mình chưa nắm được cái thông tin chính xác là nó dài bao nhiêu km. Thì nữa mình sẽ tìm hiểu và sẽ chia sẻ với mọi người cái thông số của cái cây cầu này. Vừa nãy mình mới chỉ đọc được cái biển là năm khởi công và năm khánh thành. Đấy thì là cũng mất khoảng đâu đấy từ 189 mấy đến 1902 à. Đó, cũng rất là nhiều năm để khánh thành cái cây cầu ở Long Biên này từ thời Pháp các bạn nhé. Ở đây thì có nhiều cái đoạn để dừng nghỉ hoặc là để dành cho những cái xe bị hư hỏng ấy thì người ta sẽ vào cái đoạn hành lang đấy để đỗ lại để sửa chữa hoặc là gì đấy thì mình cũng không rõ. Ở đây thì có cái đường hành lang để đi xuống này. Dưới cái này thì nó sẽ có rất là nhiều cái chỗ để chúng ta có thể tham quan trải nghiệm. Đó, mình sẽ đi ra đây nhé. Chỗ này đang ít xe thì mình, chỗ này có một cái cầu đi xuống này. Đó, thì không biết là xe máy chắc khó xuống. Này xe đạp. Ui dồi, này bờ khá là cao, chắc phải 450 phân. Này không đi được xe máy xuống đâu bác nhỉ? Quen thì mới đi được. Cái bờ này cao quá. Hơi nguy hiểm. Vâng, cái bờ này cao bên quá. Bên kia thì xuống được. Bên kia ạ. Bên này không xuống được. Và bên kia có cái bờ lên, bên này không có lối lên. Ờ. Vâng.
Cái bãi mà để tắm tắm hỏa thân là ở đâu hả bác? Đấy. Dưới này ạ. Đi bên kia xuống là cũng vòng sang bên này được không nhỉ? Đấy, thì dưới đây thì đi thoải mái. Vâng. Xe máy thì đi xuống kia. Vâng, chắc phải vòng bên kia. Tắm toàn đi đường kia. Vâng ạ. Đó, thì cũng vừa hỏi thăm về bác đi ở bên dưới lên các bạn ạ. Thì muốn đi xuống phải đi sang bên kia thì có lối xuống. Mình sẽ đi dịch bên kia này một chút để chia sẻ với mọi người cái điểm tắm tiên của Hà Nội các bạn nhé. Cực kỳ là hot luôn. Chắc là rất ít người biết đến cái điểm này. Đây, tắm tiên này. Mình thì cũng rất muốn được một lần trải nghiệm mọi người ạ. Đây. Mình sẽ đứng ở đây để chia sẻ với mọi người cái cảnh của cây cầu Long Biên. Đây thì không hiểu đi lối nào ra được cái chỗ tắm tiên. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ một đoạn ở đây rồi sẽ đi xuống bên dưới nhé. Tìm cách đi xuống bên dưới để chia sẻ với mọi người cái chỗ rất là đẹp mà ít người chia sẻ. Đấy. Không nhầm là đi theo hướng này đi lên trên kia các bạn ạ. Đi cũng khá xa đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi vòng nhé. Đi vòng sang bên Long Biên. Đây này các bạn này, ở đây thì có những cái thanh gỗ để làm đường sắt này. Những thanh gỗ này rất là chắc, không biết là gỗ gì nhé các bạn. Phơi mưa phơi nắng quanh năm mà chắc cực kỳ luôn. Không một tí mối mọt nào luôn. Không hiểu là gỗ gì. Cái này chắc là vẫn là đang bây giờ mình mang ra dùng. Dày lắm, cái này nó phải đến 20 phân, 20-30 phân. Dạ. Đây là cái đường ống này, như kiểu đường ống nước ấy mọi người. Mình nghĩ là đường ống nước hay đường dây điện. To thật sự. Có một số cái nhà bè ở dưới này. Bên này thì có cái trụ để tránh những cái mà nó có thể trôi vào cầu này mọi người này. Ví dụ như những cái trận lũ vừa rồi bão Yagi ấy mà có những cái thuyền hay cái tàu hay những cái cây cối mà nó to ấy nó trôi xuống theo dòng lũ ấy thì là họ sẽ có những cái trụ như thế này để cho nó cản lại cái tàu bè hoặc là những cái gỗ cây cối để tránh va vào làm hỏng trụ cầu ấy. À, có đây là mình nhìn thấy có 2-4. Hiện tại mình nhìn thấy có 5 cái mấu như này để họ chắn. Và bên kia như là có một mấu bị đổ rồi thì phải. Mình sẽ đi sang chỗ kia để chia sẻ với mọi người nhé. Còn đây là phía bên dưới gầm của cái cây cầu Long Biên này. Rất xin là kiên cố. Đó là họ ngày xưa thời Pháp người ta làm rất xin là chắc chắn. Đấy, thiết kế của nó rất xin là chắc chắn luôn. Được đổ trên những cái trụ bê tông và những cái cột sắt là quá là khủng bố, vĩnh cửu luôn. Hiện tại là ở chỗ này mình thấy có một cái trụ này là đã bị đổ rồi này, đổ ngã rồi. Có những cái khối sắt rất là dày từ kia mà nó cũng đổ ngã được thì phải nói là cực kỳ là dã man. Những cái trụ như này có thể nó đến hàng trăm tấn các bạn, vài trăm tấn, rất là bê tông, rất là dày. Cái trụ đổ ở dưới này thì nó sẽ nằm ở vị trí cái giữa cái mố mình bên này với cái mố kia. Đấy, chỗ này có một cái chân cầu đây này, đổ ngã sang bên này luôn. Và chỗ này mình đứng đây thì cũng là giữa dòng luôn các bạn nhé, giữa dòng chính của sông Hồng. Ở bên này thì có một cái đảo nhỏ ở bên này đây. Đấy, có một cái đảo nhỏ ở đây các bạn nhìn rõ không? Cái đảo nhỏ này bên trên kia thì cũng có một vài cái lều lán người ta làm ở đấy để chăn nuôi hoặc là để đánh bắt cá thủy sản các thứ ấy. Thì mình thấy có người ở gần người phía bên đằng này. Nhìn từ giữa mà ra đây này các bạn ạ. Nhìn từ giữa sông vào có những cái điểm mà tắm rất là đẹp. Cái chỗ nhà xanh xanh này kìa các bạn kìa. Đấy. Chỗ cái nhà xanh xanh kia là cái điểm tắm kìa. Tí nữa mình sẽ ra mình chia sẻ với mọi người nhé. Rồi có một ngày nào đấy mình sẽ ra đây tắm buổi sáng sớm cùng mọi người. Tắm tiên, đảm bảo là một trải nghiệm rất là tuyệt vời luôn. Đây, chỗ này đang có một đội sửa chữa đường ray này các bạn ạ. Đấy, đang sửa chữa đường ray và vừa khênh một cái
dầm qua thì tắc giao thông rất là đông, xe qua lại đã bị dừng ứ lại một đoạn để chờ kênh đường ray. Cái này có tận 4 ray luôn mọi người nhé, thay những cái gỗ nó bị mục ấy. Không hiểu bây giờ thay cái cục kia là gỗ hay là cái gì, nhìn rất là chắc chắn. Mình sẽ tiến gần lên trên này để xem nhé, xem nó là cái gỗ hay là cái gì. Mình zoom lên rồi mọi người nhìn xem là cái chất vật liệu gì, có khi nào là sắt đâu. Đấy, nhìn nó rất là vuông vắn và nó không giống như cái cục gỗ trước. Chú, cái cục này nó là sắt hay là gỗ hả chú? Nhựa. Nhìn trông nó ấy nhỉ, chắc chắn nhỉ. Khả năng là bây giờ làm một cái vật liệu mới để cho nó tăng cái độ cứng bền với cả mưa gió. Đấy, rất là vất vả, lắng lôi. Rồi ok, mình sẽ di chuyển tiếp nhé, di chuyển tiếp để chia sẻ với mọi người. Hôm nay thì mọi người đang thi công công trình, mình đứng ở cái chỗ họ mọi người để xe thôi, chứ không đứng ra cái chỗ mà mọi người đang đi thì nó rất tin là bị vướng giao thông. Cầu thì khá là dài, tí nữa chiều về mình sẽ chốt cây số và sẽ đo km các bạn nhé, xem là nó dài bao nhiêu km thì cây cầu này. Đây phía bên trái của chúng ta này. Bên này thì nó dòng nó khá là sâu hơn, không phải dòng chính nhưng mà nó sâu hơn cái dòng ở phía bên kia. Tàu bè đó sẽ đi theo cái luồng bên này các bạn, hay là do người ta phân luồng để đi thì mình không rõ nữa. À đây, trên này cũng có một tốp sửa chữa cầu ở đây. Đây có một đội sửa chữa cầu, họ đang khoan đục để dùng máy để lắp cái bu lông rất là to, chỗ này thay rất là nhiều luôn. Quay, đó là cái cầu Long Biên này nó chịu một cái sức tải rất là lớn từ cái tàu hỏa đi qua đây, mà tàu chở hàng luôn đấy. Phía trước của chúng ta là đến đầu ra của cầu Long Biên rồi nhé. Đấy, thì mình sẽ chạy hết cái đường ra của cầu Long Biên này và quay cả cái đường dẫn để quay lại cho mọi người cùng xem luôn. Đấy, thì đây là hết cầu rồi, bắt đầu tiếp đất này các bạn. Xuống đất rồi nhá, tiếp đất rồi. Đấy, thì mình sẽ quay cái hành lang ở chỗ này này. Đây là cái đường ray ra đây thì nó chỉ có một cái ray như này các bạn, không còn cái ray đen nữa. Khả năng cái dây đen ở giữa người ta chỉ là gia cố thôi. Phía bên kia là phía đi từ bên Long Biên sang cầu. Bên này thì có cái biển an toàn giao thông hạnh phúc cho mọi nhà, giống đầu cầu bên kia nhé. Cô mình bán rau gì cô? Có bí cháu. Này tước sẵn rồi à? Sạch. Bao tiền một rổ này hay là bán theo cân nữa? 5.000 một rổ này. Cái nào lon non cho cháu hai rổ, cho hai túi riêng nhé, hai túi riêng. Vâng. Nên là cái này đấy nhìn nó ngon, nhìn nó lon. Ngon lắm, yên tâm, ăn lần sau lại nhớ mua. Tại vì cô cước cho nhà hàng quen rồi. Đi lên đây mua được mớ rau bí quá tiền xăng. Chắc đi có việc nữa chứ. Thấy non quá, sướng mua về xào. Ngon luôn đấy. Vâng. Chỗ nào nữa? Ờ, cho rổ này đi ạ. Ừ. Mắt còn chạy. Đấy, cho cái này vào trong cái túi đấy. Rồi. Lá cũng non này, tước sạch lắm. Vâng. Về cháu làm như này này, cái lá ấy, cháu để riêng, cháu rửa ra, cho vài hạt muối róc rác đảo lên. Cho nó đỡ lông hay là? Đấy, cho dùng lông ra mà nó không nát rau. Buộc chặt vào cháu đi. Cháu không có biết nấu đâu, thấy nó non non thì mua. Nó không nát rau. Vâng. Bao tiền cô? 30.000. Cô bán ở đây từ sáng hay là... Cô vừa lên đấy, cô vừa cắt ở bãi về đấy. À, cắt dưới bãi lên đây bán ạ. Nè, cô trồng ở bãi à. Bắt đầu đến mùa ngô lướng rồi nhỉ? Ừ đấy. Trước là buổi tối hay lên đây ăn ngô lướng. Bây giờ biết tối là còn cho bán không cô? Ở trên cầu ấy. Tối á? Vâng. Đầu vườn hoa này mới là chỗ dưới Ngọc Lâm ấy.
Chứ là trên cầu bây giờ không cho bán buổi tối à? Lần trước là buổi tối họ bán trên cầu là vẫn lên đầy ăn. Vâng. Đây mọi người, lên đây mua bán đồ rất là tươi nhé. Các bạn nhìn cái cây rau bí này, ngon tuyệt vời luôn. Mua về chưa làm đĩa xào, làm tí thịt bò cho vàng nữa thì hết nước chấm. Cái bằng ngô rồi. Coi ngô này là ngô gì cô? Ngô ngọt hay có ngô ngọt không đây? Ngô này bán bao tiền cơ? Cái này 5.000 ạ. Cái này 10.000 ạ. Cái này 10.000 ạ. Nó cô bóc cho xem nào. Bóc luôn đi, bóc luôn. Để bao nhiêu? Cũng để cáo này, nó ngọt. Lấy mấy cái? Bà Lan gọi 2 bịch tất cả. Chào 5 cái. Bóc bóc lợi vỏ đi cho cháu. Không lấy vỏ đâu, hay bỏ luôn vỏ đi. Cực kỳ luôn, vừa mới luộc ngọt. Bỏ luôn vỏ đi. Lấy về luộc xem nó có ra gì. Bóc hết vỏ đi hộ cháu với. Cái này là luộc ngọt. Dạ. Luộc ngọt chẳng đâu. Chị em lấy cái kia thì nó không ngon đâu. Dạ. 5 cái thôi gì? Vâng, 5 cái thôi ạ. Cho cháu thêm cái túi nữa đi, tí nữa nó đi rồi rơi. Cho cháu thêm cái túi nữa. Cái này nữa thôi, lấy luôn cái này nữa đi. Các bẻ nó ngon lắm, phải luộc ăn. Đây là ngọt lư. Đó như lư mà chứ. Anh vừa mới ăn xong. Cái này nó cái nữa nha. Được, cho vào đây. Vâng. Đấy, có vừa mua mở hàng. Bao tiền đấy ạ? 60 à? Đó, làm mấy bắp ngô. Mấy bắp ngô về luộc. Ngô này, ngô lết nhé. Về quảng cáo rất là ngọt đấy. May đi vừa đi chia sẻ quay cái cầu cho mọi người. Đây, may đi bằng con VinFast đây mọi người. Tí nữa sẽ phóng xuống cái gầm cầu xem là có xuống được không mọi người nhé. Phía bên này là bán cái đồ khô. Đây là đường dẫn này, đường dẫn để đi xuống phía bên đây Ngọc Thụy. Chúng ta sẽ đi xuống đây và đi một vòng nhé. Đó, đi lên đây thì nó có cái hay, các bạn có những cái trải nghiệm khá là hay. Mua rau, mua dưa hay là mua ngô, nghiếc các bạn. Mình thì cũng ít khi đi chợ lắm. Hôm nay đi qua đấy thì thấy cô bán này, rau bí nó non non thì xuống hỏi thì cũng mua ủng hộ cô một mớ để nhanh hết hàng. Hàng rau rồng ở bãi giữa sông Hồng đấy mọi người. Chỗ này thì đi lên cầu đây, quận người đống này để đi lên cầu nhé. Đây rất nhiều các hàng hoa, hàng rau. Mình sẽ tiếp tục về rẽ vào đây để đi lên cầu đấy mọi người. Sẽ đi lên cái đường Long Biên 1. Long Biên 1 ở đây, cạnh cái tòa nhà con mát ở đầu Long Biên 1 này. Chỗ này thì cấm ô tô rẽ phải, cấm ô tô luôn. Mình đi xe máy thì mình sẽ rẽ trái nhé. Đó, rẽ trái ở đây thì đi lên cầu, quán cà phê ở đây. Đây người ta đang sửa cầu rồi, cấm xe ô tô, xe ba gác. Ngày xưa là cũng hay có nhiều xe đi nhầm bên đây, nhưng giờ phải đặt cái hàng rào để chặn cấm luôn, cho khỏi nhầm luôn. Hay bây giờ mình sẽ check đồng hồ nhá. Bây giờ là 726,2, xem về cầu này tí nữa mình sẽ đi là nó là bao nhiêu km. 726,2 m. Sẽ chạy hết cái cầu này. Thì đến đoạn xuống mình sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người. Đây mọi người này. À, cuối cùng thì cũng đến cái đoạn mà bãi giữa nhé. Đoạn bãi giữa mà vừa mình có mua một mớ rau bí rất là ngon. Thì nguồn gốc của mớ rau bí thì từ đâu các bạn biết không? Từ đây. Đây ở đây có những cái mớ rau bí, mớ vườn rau bí người ta dòng nó tốt, nó non, dã man. Người ta bán có 15.000 một mớ tước sẵn các bạn. Quá rẻ. Hàng ở đây thì bao ngon, bao sạch. Đây, trồng bãi giữa sông Hồng, cây cối, hoa màu, nhãn, chuối, rồi các loại na liếc nhiều. Giờ mình sẽ tìm đường để đi xuống các bạn nhé. Kìa, chỗ xa xa, chỗ cái anh xanh SM kia mình thấy có lối xuống. Bây giờ mình sẽ mang xe điện của mình ra, mình phóng xuống thử các bạn nhé. Đây là cái lối lên này mọi người. Mình sẽ đi thử xe lên.
đi thử xe lên trên cái này xem nó như thế nào nhé mọi người nhé. Khả năng cũng rất là khó đấy. Đi lên từ đống này hơi cao ấy, không biết là đi xuống được không. Đó. Ui, ta phải xuống ngó đường trước mọi người ạ. Đây mọi người sẽ mình đỗ xe ở đây luôn. Nhìn xuống cái dốc này xem liệu tí xe của mình có đi lên được không nhé. Đây là cái cầu cầu dẫn để đi xuống dưới đường bờ sông đây. Ở đây là cái đường đi lên. Đường đi lên của chúng ta đây. Sẽ có cái bờ như thế này để chúng ta đi nhé. Đấy. Để test thử con này ta sẽ... anh lên đi, anh lên. Đây, xem anh xe máy lên cho nó như thế này. Đấy. Bít mù luôn. Đây, cháu đi xuống đây. Ui giời. Đi xuống cái chỗ này hơi ghê mọi người ạ. Ui giời. Chắc là cũng dốc đấy nhưng mà vẫn đi được. Rất là nhiều người đi xuống nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi về hướng bên này nhá. Nhiều người đi xuống đây phết mọi người, không phải là ít đâu. Không có bác kia bác đi xuống kìa. Cho xuống nhà cái nhá. Xuống nhà cái nhá, đừng tạt ngang nhá. Ok. Ôi, ôi, ôi. Nguy hiểm quá. Đấy. Đấy, các anh xuống rất đông. Rất là mạo hiểm. Đây này. Các loại xe ngon, xe ga đều đi được. Dọc phết đây mọi người, tí chỉ sợ không lên được ấy. Thả mo nhỉ. Số 3 đi. Ôi giời. Đi hơi run nhỉ, lần đầu thôi. Lên sợ lắm, lần trước rơi rồi. Em xe điện tí không biết có lên được không. Lên được ạ. Hôm nay mình xuống. Bắt lại thoải mái, khỏe mà anh. Không thì mình, không thì rong lên. Không thì bắt lại khỏe. Subscribe nhá, có xin subscribe không? Vâng, anh đăng ký cho em. Đi quay chia sẻ lung tung. Đỗ Hùng Thạch anh. Đỗ Hùng Thạch. Vâng. Đây mọi người đi vào trong này. Mình sẽ đi vào trong này để chia sẻ với mọi người nhé. Xem cái bãi tắm tiên ở đâu. À trong này có quán nước. Tí nữa mình sẽ vòng ra đây. Đi theo con đường trong này để chắc là mới ít người đi mọi người. Đó. Đi ở đây xem cái bãi tắm tiên chỗ nào mình sẽ chia sẻ với mọi người để hôm sau có dịp mình sẽ đi ra đây trải nghiệm. Trải nghiệm tắm tiên luôn. Đấy. Có rất nhiều người tò mò muốn xuống đây xem ấy mọi người. Không phải mỗi mình đâu. Đấy. Hay chia sẻ cái video này nó cũng hơi dài liên miên một chút thì mọi người đừng tua nhé. Cố gắng xem hết. Để nếu mà có ý định đi ra đây ý, thì chúng ta có thể là dễ đi hơn. Năm nào cũng có người đuối nước, không phận sự miễn vào chỗ này. Không phải là cái chỗ tắm không nhỉ. Mình sẽ đi vào thử. Thử ở đây nhé. Thử ở đây. Không phải chỗ để tắm. Ở đây thì cũng có cái chỗ để chúng ta có thể tắm được. Nhưng mà theo cái bác ở đây thì bác chia sẻ thì là chỗ này thì không tắm tiên thì ở đây tắm ở đây, còn tắm tiên thì sẽ đi lên cái bãi đằng trên kia. Đó. Rất là nhiều bãi, có hai bãi mọi người ạ. Chỗ này thì không phải chỗ mọi người hay tắm. Theo lời chia sẻ của các bác ở dưới này thì trong này cũng có một bãi mà không biết bây giờ là còn vào được không hay là người ta chặn. Cứ đi vào thử các bạn nhé, xem như nào. Rồi nếu mà không được thì sẽ quay lại cái bãi ở bên kia gầm cầu. Tại bên kia gầm cầu thì thấy bạn nào vào được thoải mái luôn. Đó, trên này cũng có những hộ dân họ ở đây. Không hiểu là ở đây thì họ sẽ lấy nước ở đâu để sinh hoạt hay là lấy nước sông. Ủa. Trong này như kiểu cái nhà hay có đền chùa gì. Đây là miếu hai cô. À, trong này chắc là hết rồi. Mình sẽ quay lại mọi người, mình sẽ không vào miếu. Trong này có một cái miếu rất là linh thiêng.
Cái chỗ này là cái hướng mà vừa nãy họ đi thẳng từ trên cầu xuống đấy mọi người. Thì là sẽ đi sang cái bãi Tắm Tiên. Bác ơi cháu hỏi cái bãi Tắm Tiên là đoạn nào bác nhỉ? Đi thêm một đoạn nữa ạ. Vâng, cháu cảm ơn nhé. Đây, vừa nhiều người dân ở đây thì họ chỉ đi thêm một đoạn nữa mọi người ạ. Này quyết đi săn cái bãi Tắm Tiên để gọi là thị sát trước xem là nó như thế nào để hôm sau mình sẽ đi tắm thật. Nay thì chưa chuẩn bị đồ đạc gì cả, chỉ có mỗi cái xác không thôi, đi tắm ở đây thì chuẩn bị chưa quen. Đó, mình sẽ đây thì gần như họ chia ô mỗi nhà một cái mảnh vườn nhỏ nhỏ mọi người ạ, vài trăm mét, nghìn mét gì đấy. Thì cái hướng xa xa trước mặt của chúng ta cái là cầu Long Biên rồi nhé. Đấy thì chúng ta có thể là đi tới gần cầu Long Biên luôn, à cầu và cầu Long Biên, cầu Trương Dương. Đây thì chúng ta sẽ đi vào đây nhé. Cô cháu hỏi đi xuống bãi tắm là đi rồi này cô. Bạn cháu cảm ơn ạ. À, đây nhiều rau bí quá. Vâng vâng ạ. Đây mọi người này, sẽ đi vào đây để tắm nhé. Bãi bơi ở đây, vào đây để tắm là khá là hay ho. Đây mọi người, sau khi xuống bãi Tắm Tiên lên tắm được một lúc sướng quá. Đây. Đằng sau là bãi Tắm Tiên nha mọi người. Ai muốn tắm thì đi ra bãi giữa Long Biên, bãi giữa sông Hồng. Tắm ở đây thì không mặc quần áo nha mọi người, rất là thoải mái luôn. Do ở bên dưới mọi người không mặc quần áo nên nhạy cảm, mình không quay rõ chi tiết thì quay ở đây mọi người có thể nhận ra cái khung cảnh này và ra đây. Đấy, đường đi mình chia sẻ với mọi người đi theo cái video này nhé. Là mình sẽ tiếp tục đi lên cầu để đi về bên nội thành. Mời các bạn tiếp tục theo dõi video của mình. Giờ mình sẽ phóng xe điện lên các bạn nhé, xem nó có lên được không. Chú cứ đứng ở đấy nhé. Đây nhá. Cũng lên được mọi người ạ, nhưng mà hơi đuối tí, nếu không có đà. Nếu có đà thì là lên ngon lành. Đó, mình đây, đã lên được rồi mọi người nhé. Đây, bây giờ xe máy đi xuống này. Đó, khá là dốc. Khá là dốc luôn. Thì chỗ này mọi người nếu mà lên vang ạ, con này nó nhỏ nhỉ. Nếu mà lên thì mọi người lên lấy đà nha mọi người. Giờ lên đến cầu Long Biên rồi. Giờ mình sẽ tiếp tục đi sang bên kia nhé, bên ga Long Biên phía Hà Nội. Đây ở phía này thì rất đông các bạn Tây sang đây chụp ảnh check in ở đây. Có cả những YouTuber của nước ngoài nhé, YouTuber nước ngoài sang bên này để quay trải nghiệm cuộc sống, cái cảnh đẹp của cầu Long Biên của chúng ta ở đây. Cầu này khá là dài, chắc phải rơi vào hơn 2 cây số ấy. Cầu này có đến 3 cây không chú nhỉ? 3 cây. 3 cây. Ở đây tắm thì cảm giác rất là thích. Mát lắm mọi người, khi tắm xong hôm nay trời râm râm, nó không có nắng. Cảm giác rất là mát. Đi thì hơi xa một chút thôi nhưng mà được cái là trải nghiệm rất là sướng. Thì lên đây thì cũng quen biết được nhiều người hơn, nhiều kinh nghiệm. Thì tí nữa mình sẽ quay cái đường dẫn đi xuống từ trên cầu đi xuống phía Trần Nhật Duật cho mọi người cùng xem. Cầu phải đi cực phê luôn. Mỗi tội đi hơi xa tí thôi chứ còn đi thì cũng dễ đi, đường thoáng. Đấy, nhưng mà đi là hơi xa, nhưng mà tính từ chỗ mình lên là từ chỗ trường Cất Chân đang khoảng 5-6 cây. Thì đưa đến đoạn xuống mình sẽ chia sẻ với mọi người. Đây là bắt đầu hết cầu rồi đây. Chuẩn bị đây là lối đi xuống nhé. Đây là ga Long Biên. Ga Long Biên thì đường đi xuống đây, làm ga rất là đẹp. Đây là lối đi xuống đây mọi người, đi từ trên cầu Long Biên đi xuống. Đi xuống dưới này thì đường khá là rộng đẹp. Đây thì có những cái hộ cũng nhà cũng ở đây luôn, hai mặt tiền. Phía bên kia là điểm đỗ xe của Trần Nhật Duật nhé. Đấy. Chúng ta có thể là đến đây và trải nghiệm cái trải nghiệm sông Hồng. Đây là hướng đi vào Hàng Khoai, chợ Đồng Xuân ở phía bên này. Đây thì đây là gầm cầu Long Biên phía Yên Phụ đi xuống Trần Nhật Duật đây. Ok.
là đẹp nha mọi người. Mời mọi người đến trải nghiệm ở bãi giữa sông Hồng. Rồi video hôm nay của mình cũng khá là dài rồi, nên là mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, like, chia sẻ video để mọi người cùng biết những cái trải nghiệm mới nhất nhé. Để cố gắng chia sẻ nhiều cái điểm hay ho hơn cho mọi người cùng biết khám phá Hà Nội. Ok, bye bye.